À, nguyên tắc để có thể điều trị được cái bệnh rối loạn giấc ngủ thì bao gồm những điều sau. Thứ nhất là bạn cần phải thay đổi lối sống, ví dụ như là tập thể dục thường xuyên, hạn chế. Xin chào bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về rối loạn giấc ngủ. Theo đó bạn sẽ hiểu được rối loạn giấc ngủ là gì, nguyên nhân, phân loại, dấu hiệu, điều trị và cách phòng ngừa đối với rối loạn giấc ngủ. Trước khi vào bài học, hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi, nhớ like và nhớ share video này để nhiều người được biết. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Rối loạn giấc ngủ là tình trạng thay đổi chất lượng và thời gian ngủ bất thường, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và giảm chất lượng cuộc sống. Có 3 đặc điểm chính của rối loạn giấc ngủ bao gồm: Thứ nhất là thay đổi về thời gian ngủ, ví dụ như là khó ngủ, ngủ ít hơn bình thường, thường dưới 7 tiếng trên một đêm hoặc là ngủ quá nhiều trên 9 tiếng một đêm. Tiếp đến là thay đổi về chất lượng giấc ngủ, ví dụ như ngủ không được sâu giấc hay thức giấc giữa đêm, ngủ không ngon giấc. Đặc điểm thứ ba đó là có các hành vi bất thường khi ngủ, ví dụ như là nói mơ này, mộng du này, ngừng thở khi ngủ. Rối loạn giấc ngủ được chia thành nhiều loại bao gồm thứ nhất là rối loạn duy trì giấc ngủ bao gồm như là khó ngủ này, ngủ không ngon giấc, thường xuyên thức giấc giữa đêm, Hội chứng chân bồn chồn tức là cảm giác khó chịu ở chân khiến cho người bệnh muốn cử động liên tục. Tiếp đến là buồn ngủ quá mức vào ban ngày, có thể ngủ gật bất kỳ lúc nào. Loại thứ hai là do rối loạn nhịp sinh học giấc ngủ bao gồm mất ngủ do thay đổi múi giờ, khó ngủ khi đi du lịch cho đến nơi có múi giờ khác, rối loạn giấc ngủ thức theo nhịp 24 giờ bao gồm như ngủ không đúng giờ, thức khuya, dậy muộn. Loại thứ ba là rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ, cụ thể là ngừng thở tạm thời trong khi ngủ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Loại thứ bốn đó là rối loạn giấc ngủ do rối loạn thần kinh bao gồm thứ nhất là ác mộng tức là mơ thấy những điều mà rất là đáng sợ khiến cho người bệnh tỉnh giấc với cảm giác sợ hãi. Rồi thì rối loạn hành vi giấc ngủ tức là hành động theo những giấc mơ có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Và cuối cùng loại thứ năm là rối loạn giấc ngủ do rượu cà phê hoặc là sử dụng một số loại thuốc gây tác dụng phụ là mất ngủ. Đối với rối loạn giấc ngủ thì không có một cái nguyên nhân nào rõ ràng và người ta cho rằng là rối loạn giấc ngủ có thể có nhiều yếu tố gây ra bao gồm như những cái điều sau đây. Thứ nhất là do căng thẳng lo âu và stress. Thứ hai là do môi trường ngủ không tốt, ví dụ như là tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ không phù hợp. Thứ ba đó là chế độ sinh hoạt không hợp lý, ví dụ như là ngủ không đúng giờ, ngủ không đúng giấc. Tiếp theo đó là tác dụng phụ của một số các loại thuốc hoặc là các cái chất kích thích và có thể là do những bệnh tiềm ẩn ví dụ như các bệnh về tim mạch, hô hấp và các bệnh liên quan đến tâm lý. Và rối loạn giấc ngủ thì có thể gây ra rất là nhiều các cái hậu quả nghiêm trọng bao gồm như là giảm khả năng tập trung và ghi nhớ này, tăng nguy cơ gây tai nạn này, suy giảm hệ miễn dịch này, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, béo phì và tiểu đường. Để mà có thể chẩn đoán được cái bệnh rối loạn giấc ngủ thì bác sĩ sẽ dựa vào một số các yếu tố sau. Thứ nhất, bác sĩ sẽ hỏi bạn về các vấn đề liên quan đến rối loạn giấc ngủ, ví dụ như là thời gian này, mức độ trầm trọng này, các bệnh mà bạn đang mắc phải hoặc là các loại thuốc mà bạn đang sử dụng. Tiếp theo, bác sĩ sẽ khám lâm sàng tổng quát để tìm kiếm các dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn và khám về thần kinh để đánh giá các cái chức năng thần kinh của bạn bên cạnh đó bạn cũng có thể được làm một số các cái xét nghiệm ví dụ như là đo đa ký giấc ngủ này điện não đồ này xét nghiệm máu này hoặc là đánh giá về tâm lý ngoài ra bác sĩ cũng có thể sử dụng một số các cái thang đo để đánh giá tình trạng giấc ngủ của bạn đối với điều trị bệnh dối loạn giấc ngủ thì tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của dối loạn giấc ngủ bác sĩ sẽ áp dụng các cái phương pháp điều trị phù hợp và nguyên tắc để có thể điều trị được cái bệnh rối loạn giấc ngủ thì bao gồm những điều sau. Thứ nhất là bạn cần phải thay đổi lối sống, ví dụ như là tập thể dục thường xuyên, hạn chế sử dụng cà phê, bia rượu, tạo môi trường giấc ngủ tốt. Nếu cần, bạn sẽ phải sử dụng các liệu pháp tâm lý, ví dụ như là liệu pháp nhận thức hành vi để giúp bạn thay đổi suy nghĩ và những hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến giấc ngủ, hoặc là liệu pháp thư giãn giúp bạn giảm bớt những căng thẳng lo âu qua đó sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn. Trong trường hợp cần thiết, bạn sẽ được bác sĩ cho sử dụng thuốc an thần để điều trị chứng mất ngủ ngắn hạn. Sử dụng melatonin là một loại hormone để điều chỉnh chu kỳ ngủ hoặc là thuốc chống trầm cảm đối với những trường hợp mất ngủ do trầm cảm, vân vân. Vậy thì làm sao có thể phòng ngừa được cái rối loạn giấc ngủ? Sau đây là một số gợi ý để bạn có thể tham khảo giúp cho bạn có thể phòng tránh được cái căn bệnh rối loạn giấc ngủ này. Thứ nhất là đảm bảo giấc ngủ tốt bao gồm đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày kể cả vào cuối tuần. Thứ hai là tạo môi trường ngủ thoải mái, yên tĩnh, tối và mát mẻ. Thứ ba đó là tránh sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, TV trong vòng một giờ trước khi ngủ. Tiếp đến là tránh ăn quá no hoặc là uống quá nhiều nước trước khi ngủ. Bạn cần tránh sử dụng các chất kích thích như cà phê, trà, rượu, bia, thuốc lá trước khi ngủ. Bạn cần tập thể dục thường xuyên nhưng không nên tập thể dục quá gần vào cái giờ ngủ. Tránh ngủ trưa quá nhiều. Thứ hai, bạn cần giảm căng thẳng nếu có bằng cách tập yoga, thiền hoặc là các bài tập thư giãn khác. Dành thời gian cho các hoạt động vui vẻ giải trí, trò chuyện với bạn bè hoặc người thân về những vấn đề khiến bạn lo lắng. Tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp nếu bạn cảm thấy căng thẳng quá mức. Thứ ba, bạn cần có chế độ ăn uống lành mạnh cơ bản như sau: Ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, đường và muối, uống nhiều nước. Tiếp theo, bạn cũng cần khám sức khỏe định kỳ, vì đi khám sức khỏe định kỳ có thể phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, ví dụ như các bệnh về tim mạch này, huyết áp này, tiểu đường, rối loạn các cái chức năng tuyến giáp. Và cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng các biện pháp hỗ trợ, ví dụ như sử dụng liệu pháp ánh sáng để điều chỉnh chu kỳ ngủ thức sử dụng liệu pháp mùi hương với các loại tinh dầu như hoa ngoài hương, hoa cúc, sử dụng liệu pháp âm thanh với những bản nhạc nhẹ nhàng. Hy vọng cho đến đây bạn đã có thể hiểu được rối loạn giấc ngủ là gì, nguyên nhân, phân loại, trần đoán, nguyên tắc điều trị và cách để phòng tránh. Bây giờ tôi sẽ dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh của tôi, like và share video này để nhiều người được biết về căn bệnh này. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy để lại trong phần comment ở phía dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi